triển khai thực hiện nghị quyết số 68 của chính phủ, quyết định số 23 của thủ tướng chính phủ và kế hoạch số 135 của ủy ban nhân dân thành phố về hỗ trợ cho các đối tượng gặp khó khăn do Covid-19. Tính đến cuối tháng 11, Đà Nẵng đã chi hỗ trợ với số tiền hơn 175 tỷ đồng. Trong đó hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng, bị mất việc với số tiền hơn 36,6 tỷ đồng. Đối với F0 điều trị và F1 cách ly tập trung, thành phố đã chi tiền ăn 80.000 đồng một người một ngày hỗ trợ cho 1.033 trẻ em F0, F1 với số tiền khoảng 1 tỷ đồng, ban hành quyết định hỗ trợ cho hơn 3.000 hướng dẫn viên du lịch với số tiền khoảng 11,2 tỷ đồng.